Mà bảo ấy có hàn đâu đây, bảo phải đông tí phải hiên đây mới trên này, bảo không ấy thì bảo ai bắn phùng nữa, không tấn công người ta không buồn đâu. Thế chưa tiền cứ để lúc nào rồng rồng nhé. Thôi vâng, cứ để mang ra tí cháu rồng. Chả buồn, ngủ buồn đâu, ngủ đến trưa mới dậy, xong chiều lại ngủ đến tận 4-5 giờ ấy. Vẫn như mái đi. Mái trần trên ấy. Để lâu sau nó lắng mưa nó hỏng mưa ấy. Mưa lâu nó dầm, nó mưa, nếu mà mưa được cả ngày là nó cũng dí theo cái ấy. Tại vì thường trước là mình không xây liền ấy. Mình bắn ghim. Mà bảo cũng buồn đâu. Tại vì lúc nào ông bảo, ba bảo rồi lại vợ bảo. Hết bồng chặt bẽ đi chồng nó ngó từ đằng trước lại để vừa làm cái dàn vừa vừa cho cái dàn vừa dàn nước nước hoặc là cho gốc su su rồi rất nhiều đồng có quả mẹ mới ăn mộ ăn thì su su ăn quả nhiều cũng không tốt mà thì vừa vừa làm vừa quay đi. Mình tự nghĩ.